Hòa giỏi quá à. Thiếu Hòa giỏi. Thiếu Hòa giỏi là mẹ thương Thiếu Hòa nhiều đúng không? Đúng rồi. Là khúc phương cầu quan gửi nỗi niềm tha phương nơi xa quê người con bay lúc nhạc lúc quan đó là bài lưu thủy cao sang nhưng chưa hết bán đàn mà dây đã đứt ngang nghe qua vàng ngọc mấy lời ba nhà rất phục gã tiểu phu ở chốn lâm quyền mà gặp gỡ được khách tài quá rồi ngài cùng gã tiểu phu kết bạn hỏi ra mới biết tên chung tử kia cùng nhau bước xuống khoang thuyền thu tạc chén quỳnh tương. Ủa? Mày làm gì mà bà nhìn mày trân trân dữ vậy? Con chào dì. Con gái, cho dì hỏi thăm chút chuyện được không con? Dạ có chuyện gì không dì? Dì là Trúc Lam, ở Sài Gòn mới xuống. Con hát hay quá. Con tên gì vậy? Con là con của ai? Dạ con là Út May, con của ông Bá, là cháu nội của bà Năm Tranh. Mà có chuyện gì không vậy dì? Sao con biết hát bài Nguyệt Cầm Ly Biệt? Ủa? Vì ở Sài Gòn mà cũng biết bài Nguyệt Cầm Ly Biệt nữa hả dì? Vậy mà con tưởng chỉ người quê con mới biết bài đó thôi chứ. Không lẽ ở đây ai cũng biết hát bài này hết hả? Dạ. Hồi mà con còn nhỏ, thầy của con dạy cho con hát nên con mới biết bài này. Thầy của con? Vậy thầy của con tên gì? Rồi thầy con ở đâu? Con không biết tên thật của thầy, con chỉ biết người ta hay gọi thầy là Vô Danh. Thầy của con ở bên cùng đất bên kia kìa, bên đó còn vắng lắm, mà thầy con cũng ít giao thiệp với ai. Có khi nào người đó là Minh Tường hay không? Con à. Dạ. Thầy con là người ra sao, khoảng bao nhiêu tuổi, rồi tướng mạo như thế nào, con nói gì nghe được không? Dạ thiệt ra thì thầy con hồi nào tới giờ không có thấy đường. Con nghe người ta nói là thầy bị mù từ nhỏ, nên chắc như vậy mà thầy ít có bạn bè á gì. Bị mù từ nhỏ sao? Như vậy người đó không phải là Minh Tường rồi. Dì cảm ơn con nhiều lắm. Thôi con đi làm đi, dì không phiền con nữa đâu. Dạ. Đi tiếp đi anh. Dạ. Chào em nha. Con bé đây là con của ai? Sao lại có giọng hát hay như vậy? Còn thầy của nó, sao lại biết bài hát Nguyệt Cầm Ly Biệt? Sao hồi nào tới giờ mình về đây mấy lần mà sao không gặp nó? Đi vô thay đồ giùm con cái đi. Ủa, sao tự nhiên con biểu má thay đồ vậy? Thì cũng nói sao má làm vậy đi, hỏi nhiều quá. Đi đại đi. Nhưng mà con phải nói cho má biết là có chuyện gì chứ. Còn mấy cái quần áo này nè, con mua chi cho tốn kém vậy? Ủa, chứ má tưởng mấy bộ đồ má đang mặc trên người á là đồ sang trọng lắm hả? Tôi không muốn má xuất hiện trước mặt người ta với bộ dạng như vậy, mất mặt tôi lắm. Hả? Con nói gì? Bộ... con tính dẫn má đi gặp ai hả? Thì đi gặp con rể tương lai của má chứ còn ai nữa mà hỏi. Thôi đừng có hỏi dây nữa, thay đồ giùm tôi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Lẹ lên đi. Chà, đẹp ha. Trời ơi,
Thôi, thôi con ơi, mấy cái bộ đồ này á, má mặc không có quen đâu. Thôi, để có gì má mặc mấy bộ đồ của má cho dễ nha. Dễ gì dễ, cái gì mà dễ? Quanh năm suốt tháng, nè, mặc mấy bộ quần lần này không biết chán hả má? Nhưng mà tự nhiên con biểu má ăn bận vậy, má thấy má cỡ làm sao á. Vậy má có biết á, nghĩ giùm cho tôi không, hả? Tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, tôi đứng bên cạnh một người má mà ăn mặc như vậy, rồi người ta nhìn vô người ta đánh giá tôi sao? Hả? Thôi, má hiểu rồi. Con à, thằng đó là con gái nhà ai vậy? Chút nữa má gặp rồi má biết. Nhưng mà tôi nói cho má biết trước nha, người ta là đại gia đó, má tới đó làm sao lơ ngơ lóng ngóng cho lòi cái sự quê mùa của má ra cho mất mặt tôi đi nha. Thay đồ đi, nhanh lên. Cô tưởng mình là ai mà đi trễ vậy hả? Hả? Em xin lỗi, tại đường đông quá. Vô đi má. Má, ngồi đi, ngồi xuống. Giới thiệu với anh, đây là má của em. Má, còn đây là anh Quang Tuấn, nhà đầu tư của con đó. Ủa, hai người sao vậy? Tính im lặng vậy hoài luôn hả? Má, má nói gì đi. Chào chào cậu. Chào chào dì. Dì đi đường xa chắc mệt lắm hả? Để tôi ra gọi mấy món tẩm bổ cho dì nghe. Cậu đừng có kêu nhiều quá, tôi ăn không có hết đâu. Dì đừng có ngại gì hết á. Ali à, ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói một chút. Gì thì có gì anh nói đây luôn đi anh. Anh, cô làm cái trò gì vậy? Trò gì là trò gì? Trước sau gì cũng phải có ngày anh gặp má em thôi. Ai nói là tôi cần gặp má cô? Anh không cần, nhưng mà em cần. Em cần có một danh phận. Cô nghĩ là cô có thể ép tôi bằng cái trò này sao? Vậy thì cô quá ngây thơ rồi. Hỏi thì sao mà giờ này cô vẫn không thể nào ngôi lên được hạng B, chứ đừng nói là hạng A. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu cô còn muốn đi bên cạnh tôi thì cô nên khôn ngoan một chút, đừng có bày thêm mấy cái trò như vậy nữa ha. Anh đi đâu vậy? Anh không vô chào má tôi một tiếng được sao? Cái trò này ngay từ đầu cô tự bày ra thì cứ tự thu xếp tới phút cuối cùng đi. Tôi không phải là con rối của cô. Được thôi, nếu không phải là trò này thì sẽ là trò khác. Tôi không bỏ cuộc đâu. Nhớ khóa cửa cho cẩn thận đó. Ailey, có chuyện này mà muốn nói với con. Chuyện gì mà nói đi. Ailey à, má cảm thấy người ta không có yêu thương con. Má hay quá ha, phải như đúng rồi vậy hả? Chuyện tình cảm của hai đứa tôi má biết gì mà đánh giá. Rồi, cứ coi là má đánh giá không đúng đi. Nhưng mà điều quan trọng má muốn nói với con, đó là ổng đã có gia đình rồi. Tay của ổng có đeo nhẫn cưới, tại sao con lại chen vào như vậy chứ? Nhẫn cưới tiền sao? Giật ngoài thân, không thích thì tháo ra thôi, đơn giản mà. Nhưng má không chấp nhận con gái của má là một kẻ phá hoại gia can của người khác. Từ nhỏ tới lớn, má chưa từng dạy con điều gì xấu xa tội lỗi. Nhà mình tuy nghèo, nhưng mà má vẫn cho con ăn học đàng hoàng tử tế, chứ đâu có để con dốt nát đến nỗi không phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Im đi, má đừng có đạo đức giả nữa. Nè, má nhớ lại đi, ngày trẻ má cũng đâu có hơn gì tôi. Má cũng cãi lời cha mẹ, yêu thương mù quáng thì mới đẻ ra tôi thôi. Cuối cùng thì sao? Má bị người ta bỏ bê, bị cha mẹ má từ bỏ, đúng không? Còn bây giờ
má lại tằng tiểu với một ông già đuôi mù, cứ như bèo nước gặp nhau nhưng mãi mãi không có được một danh phận. Tôi nói cho má biết, má không có đủ tư cách để dạy tôi về chuyện hôn. Dì Trúc Lam, Út Mai, dì với em chưa về Sài Gòn nữa hả? Ừ, chắc sáng mai dì mới về. Em búp sen chị mới hái nè. Em ăn đi, chị mới hái cho nên ngọt lắm á. Sao dì nhìn con dữ vậy? Tự nhiên dì thấy con có nụ cười giống hệt như Thúy Hòa vậy đó. Vậy hả dì? Thúy Hòa, em cười một cái cho chị coi coi. Có hai chị em mình giống nhau không? Không mấy, hai chị em chụp hình với nhau một tấm làm kỷ niệm nha. Dạ. Biết đâu mai mốt chị không có quay lại chỗ này được. Con vô đây, đứng kế chị nha, đừng có sợ. Vô đây đi con. Mình chụp nha em. Em phải để tóc ra ngoài như vậy nè mới đẹp. Đấy. Nè Thúy Hòa cười lên nè. Cười lên đi rồi mẹ chụp với chị nha. Em bé cũng cười nữa nè. Rồi hai chị em nhìn lên đây nha. Mẹ chụp hình nè. Một tấm nữa nè. Hai. Chụp nha em. Thúy Hòa. Sao vậy con? Thúy Hòa, đứng lên đi con. Cẩn thận. Thúy Hòa, em có sao không? Em có chị. Đừng có sợ, có mẹ đây nè. Đừng có sợ nha con. Em, chị xin lỗi em. Xin lỗi em nha, xin lỗi. Thúy Hòa nó bị tự kỷ từ nhỏ, nên bây giờ nó thấy cái gì cũng sợ hết. Mười mấy năm nay nó ít khi nói chuyện, nên ngôn từ của nó cũng không có linh hoạt. Nó lầm lũi lắm. Chỉ có con búp bê này là bạn của nó thôi. Nhưng mà tại sao em lại bị bệnh vậy hả dì? Tại vì từ nhỏ nó chịu nhiều áp lực tâm lý. Đó giờ dì cũng đưa nó đi gặp nhiều bác sĩ, nhưng mà bệnh này khó chữa lắm. Dì chỉ biết cố gắng đối xử nhẹ nhàng để nó không sợ hãi thôi. Nghe dì nói mà con thấy tội cho em quá. Phải chi con ở gần dì với em, con sẽ chơi với em nhiều hơn. Nói ra chắc dì không tin, nhưng mà mới vừa gặp em thôi, nhưng con cảm thấy Thúy Hòa thân thương lắm, giống như là em gái của con vậy đó. Nếu Thúy Hòa mà có người chị như con thì đỡ biết bao nhiêu. Vì sao vậy dì? Dì suy nghĩ vài chuyện riêng thôi mà. Nếu dì tin tưởng con, có chuyện gì nặng lòng dì cứ nói cho con nghe đi dì. Nói ra rồi dì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Không có gì đâu con. Chẳng qua dì đang đi tìm một người thân thất lạc ở nơi đây mà chưa có tìm gặp, nên dì hơi buồn vậy thôi. Dì tìm ai? Dì nói thử đi coi con có biết không. Con thì chắc chắn không biết người này đâu. Chỉ những ai sống lâu năm ở đây thì may ra còn biết. Hay là để con dẫn dì qua gặp thầy con nha. Dù sao thầy cũng là dân sống lâu năm ở xứ này, biết đâu thầy giúp được dì đó. Nhưng mà thầy con, ổng không muốn giao thiệp với người lạ. Nếu như dì tới hỏi thăm đủ chuyện thì có làm phiền thầy con không? Con nghĩ là không đâu, dì yên tâm đi. Thật ra thì thầy con cũng dễ thông cảm với người khác lắm. Dù sao thì còn nước còn tát, mình cũng nên gặp ổng để hỏi thăm về Minh Tường, biết đâu ổng giúp được mình. Đi nghe gì? Mình đi nha con. Đi với chị. Thứ Hòa đừng sợ, có mẹ với chị ở đây mà.
ơi. Anh hai, anh hai của con đó. Anh hai. Chào dì, xin lỗi dì, qua đây nói chuyện với anh. Anh hai. Như vậy. Nè, em đó nha, từ đây về sau không có được dễ dãi đi với người lạ nghe chưa? Bà em chưa tận dụng bà Sen hả? Như vậy anh hai. Nhưng mà đây là dì Trúc Lam, em thấy dì cũng tốt lắm đó. Sao biết người ta tốt? Thì em thấy con gái của dì khờ khạo như vậy mà dì vẫn rất thương yêu nó. Dì còn đang lặn lội đi tìm người thân thất lạc mười mấy năm nay luôn á, thì làm sao dì là người xấu được? Em đó, cái hay nghĩ tốt cho người ta không à. Như vậy dễ bị người ta gạt lắm. Ai gạt em thì kệ người ta đi. Chỉ cần anh hai với nội đừng có gạt em chuyện gì là được rồi. Mà em nói gì đó, đi kiếm người thân hả? Dạ đúng rồi. Tại vì muốn gặp những người lớn tuổi trong vùng này để hỏi, cho nên em dẫn qua nhà thầy. Thầy cũng sống ở đây lâu năm rồi, chắc là thầy sẽ biết chỉ gì được mà. Nhưng mà anh hai, em dẫn dì đi chút xíu rồi về thôi. Nhanh nhanh rồi về đó. Em biết rồi, em qua nhà thầy mà anh hai lo gì. Hả? À anh hai, anh hai đem cái này về nhà trước giùm em. Em cảm ơn anh hai nha. Em về sớm mà. Mẹ cẩn thận đó nha. Dạ. Đi gì? Vậy mình đi. Đi đi. Ngồi xuống đi con. Dì ơi, vậy là thầy con chưa có về nữa. Mấy ngày trước thì nói là đi Tân Châu với đoàn từ thiện, khoảng một tuần về. Con cứ tưởng là giờ này thầy phải về rồi á. Vậy không biết tới chừng nào ông mới về nữa. Chắc một hai ngày nữa thôi à. Hay là dì với em nán lại vài ngày, thầy con về con dẫn dì qua đây một lần nữa. Dì cảm ơn con. Chắc thôi để lần sau dì quay trở xuống. Với lại bây giờ em nó cũng đang mệt. Dạ. Vậy thôi dì với em về trước đi. Con ở lại dọn dẹp cho thầy chút xíu nữa con về sau. Dì cảm ơn con. Dạ. Em về nha. Mình về con. Về đó hả? Ủa thầy. May hả? Dạ. Con Út May nè thầy. Con nè thầy. Thầy đưa con qua hồi nào vậy? Dạ con mới qua hồi nãy. Ừ. Thầy khát nước không? Con mới vừa vào ấm trà nè. Tiếc quá trời luôn. Phải chi thầy về sớm khoảng nửa tiếng là thầy gặp được người ta rồi.
Gặp ai á con? Dạ, có một vị kia từ Sài Gòn xuống đây để tìm người thân bị thất lạc. Tìm người thân thất lạc hả? Dạ. Nhưng bỏ tìm ai sao lại kiếm thầy? Ờ, vậy không nói rõ nữa. Mà tại vì dĩ nghe con hát bài Nguyệt Cầm Ly Biệt cho nên muốn tìm thầy để hỏi. Nhưng mà bây giờ bà đâu rồi con? Dạ dĩ đi rồi. Tại con gái của dĩ không có được khỏe. Bà có dẫn theo con gái sao? Dạ. Con gái của bà mấy tuổi rồi con? Con thấy chắc cũng sắp xỉ con á thầy. Mà con có biết bà tên gì không? Dạ, với tên là Trúc Lam. Trúc Lam? Dạ. Tại sao có người muốn hỏi tung tích bài Nguyệt Cầm Ly Biệt? Có phải người đó là Thùy Dung hay không? Thầy. Thầy ơi. Gì con? Thầy sao vậy thầy? Thầy không có sao. Rồi con nói hai mẹ con bà đó sống ở Sài Gòn hả? Dạ. Hay là mình lên Sài Gòn tìm thử một lần, biết đâu hai mẹ con người đó chính là bà Thùy Dung và con gái của mình. Thầy ơi, cho dĩa mồi. Thầy, mồi. Rồi, mồi đây, mồi đây. Đó, mồi đó. Bữa nay hôm nay mồi gì kỳ mà đen thui thùi lùi vậy trời? Hả? Sổ ghi nợ cho tôi ăn giấy hả? Giấy cái đầu ông á. Ông có biết bữa nay ông thiếu tôi là bao nhiêu tiền rồi chưa? Hả? Nhìn đi. Trời ơi, có gì đâu thờ. Con dĩa mồi bất quá thầy ghi vô thêm hàng nữa chứ nhiêu. Hay là thầy sợ tốn mực, đúng không? Hay là làm biến giết, đúng không? Để tôi mời cái giấy tôi ghi giùm cho. Ghi cái đầu ông đó. Ông nhìn coi còn hàng nào để ghi không? Thì mình qua trần mới. Tràn trà cái đầu ông đó. Ông trả hết tiền đi. Rồi muốn kêu cái gì thì kêu. Tôi không có sợ tốn mực, mà cũng không có làm biến, mà tôi sợ cái dòng ăn quịch đó. Cái gì? Thời mới nó cái gì? Ăn quịch hả? Trời đất ơi, thời coi thường tôi quá vậy thời. Nghĩ sao mà thằng bá này đi ăn quịch của thời? Trời ơi, tôi tức quá mà. Thời có tin là quậy ra quán này không? Đập đi. Tôi tính thành tiền tôi ghi vô luôn nè. Đập đi. Bà... Đập. Tôi xỉn chứ đâu có ngủ. Đập tôi đền sao? Vậy là còn khôn đó. Trời đất ơi, sao hôm nay cái ngày gì mà chỗ nợ cứ đồ tôi xôn xả vậy trời. Chết mẹ. Trốn thôi. Tới đúng lúc lắm đó. Bà coi đó, thiếu tôi quá trời luôn á. Mà bây giờ nè, bà coi nè, còn quậy nè, tùm lum hết trơn á. Bà coi chả còn thiếu bà bao nhiêu, bà sẵn bà đòi luôn đi. Để hôm thôi mai mốt hả, trốn mất tiêu bà khỏi tìm luôn đó. Ơi, trời hẹn gì, trời chơi chỉ. Thôi kệ ổng đi bà. Người ta nghèo, chưa có tiền trả thì cứ cho người ta thiếu. Gì vậy bà nội, uống lộn thuốc hả? Mắc gì mà tự nhiên tốt ngang không vậy má? Thôi, chuyện của tôi không có mượn bà xí vô. Ông bá. Hả? Ông đi ra đây. Nãy giờ thấy hết hả? Ra đây. Qua đây ngồi nè. Qua ngồi ở đây nè. Ngồi ở đây đi. Ngồi xuống. Ngồi đi, tôi nói này nè. Tôi với bà cũng có chuyện để nói nữa hả? Sáng giờ tôi đi tìm ông mà không có gặp. Sẵn gặp ông ở đây á, tôi nói với ông luôn. Hai người muốn nói gì ha? Đi chỗ khác giùm tôi một cái đi. Chỗ này chỗ tôi buôn bán, mà tôi không bao giờ cho thằng cha này lết cái mặt vô đây nữa đâu. Đi giùm một cái đi. Đi chỗ khác. Thôi mà. Cái bà này, chỗ lối sớm với nhau, bà làm gì dữ vậy? Bớt quá, ông thiếu bà bao nhiêu á, tôi trả hết cho. Bà nói đó nha. Tôi hứa. Giờ á, bà vô á, bà tính sổ sách đi. Ông thiếu nhiều quá tôi trả hết. Bà nội này, bữa nay uống lộn thuốc hả trời? Thôi đi mẹ. Còn ông á, hên cho ông đó. Lẹ đi mẹ. Thôi cái gì mẹ. Quên đi. Nè. Gì vậy? Ông đừng có lo nữa. Nợ nần với bà, tôi trả hết cho ông rồi đó.
trả hết cho tôi luôn hả? Ừ. Ừ. Sao bữa nay tự nhiên tốt với tôi dữ vậy? Hả? À, có đồ gì không? Mê tôi nè. Thôi đi. Cái đồ gì? Cà rỡn nữa. Tôi muốn bàn với ông một chuyện nè. Hả? Nói vậy tôi còn giá trị để lợi dụng hả? Quý, trời đất ơi, tự nhiên cái hù tôi à? Rồi nãy giờ thập thò nhân trộm gì đó hả? À, thì đúng là, mà không có gì. Tôi có cái này định cho Út May coi nè. Cũng giống như lần trước nữa chứ gì. Tôi không có ngu để quý gạt nữa đâu. Lần này không giống như lần trước đâu mà. Đảm bảo Út May thích lắm luôn á. Thôi đủ rồi, tôi còn phải đi về nữa. Về lo cho nội của tôi. Không có đành ở đây mà chơi với quý đâu. Tránh đường cho tôi đi. Thiệt tình. Ông May, ông May, ông May. Trời đất ơi, quý làm gì vậy? Trắc Nghiêm nè. Cái gì vậy? Anh cấp của má anh á. Cà gá bằng vàng luôn á. Em làm vợ anh nha. Quý làm cái gì kỳ vậy? Cái gì mà cầu hôn ở đây nữa? Quý làm như vậy lỡ như Từ phát hiện, vì hiểu lầm tôi, suối bậy cho quý về nhà ăn cắp đồ đi cho tôi thì sao? Kệ bả, đừng có sợ bả. Đeo đi, đeo quý mà. Đeo quý mà, ông ta đi ra đi mà. Quý, quý đem chiếc nhẫn này về trả cho má quý đi. Nhưng mà cha của em hứa gả em cho anh rồi mà. Cái gì? Ai nói cha tôi hứa gả tôi cho quý? Thiệt mà, thiệt mà. Cha em hứa gả thiệt mà. Thôi đừng có nói bậy nữa. Ông May, ông May ơi, ông May. Má ơi, thôi quá. Ông May, ông May ơi. Má ơi, thôi quá. Ui ui da, trời 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 trời. Nội, nội để con. Ui. Mắt mũi nội dạo này yếu lắm rồi. Ừ. Đã vậy còn ham làm này làm kia chi không biết nữa. Nội thấy cái mùng của con với Út May lủng lỗ tùm lum hết trơn. Kiểu đó tối ngủ rồi mũi cắn chịu gì nổi. Ba cái mùng mền này nè, để tụi con tự làm cũng được. Mà nội, con dặn rồi đó nha, mắt mũi nội vậy á, đừng có làm gì nữa hết. Khổ quá. Nè, nè nội. Ừ. Bữa nay con lãnh tiền công kéo lúa mướn bên nhà chú Bảy á. Nè, nó cất mớ đi. Còn lại con để dành cho cô Út May, để nó trả bớt nợ cho bà Từ. Thì nó cất đây chứ đâu có dám xài gì đâu. Tiền bay đưa nội, nội để riêng dưới gối đây nè. Từ đó tới giờ cũng để được một mớ rồi. Mai mốt cho mấy đứa đi học nghề. Dạ. Ta nói nội cất ở trong này nè. Ủa? Trời đất ơi, sao? Ủa cái bọc tiền của nội để đây đâu mất rồi? Để đây có tiền chứ. Rõ ràng mấy bữa trước nội mở ra còn nguyên cái gói giấy, cái sức kỳ vậy? Không lẽ là, không lẽ nhà mình có trộm? Trời ơi, thằng cha mày chứ không ai vô đây hết trơn á. Nó là quân khốn nạn mà. Ba ơi, là ba ơi. Nội, nó bình tĩnh đi nội. Cái gì? Làm gì mà lúc nào bà cũng mở miệng ra bà kêu ba. Làm gì mà thương tôi lắm vậy? Mà cái nhà này ngộ lắm nha. Ngày nào mà không kêu tên ba của tôi, không chửi rủa tôi là không có ăn cơm ngon hả? Đúng không? Mày đó nghe. Trời ơi. Nội, mày, nó bình tĩnh nổi. Mày là thằng con vô trách nhiệm. Một cái thằng cha vô lương tâm. Nội, mày gấp tiền của tao phải không? Hả? Tiền đó là tao để dành cho con mày nó học nghề mà. Sao mày nỡ lòng nào mày lấy mày ăn mày nhậu? Hả? Mày lấy phải không? Phải. Bây giờ tôi lấy nó rồi sao? Hả? Thôi. Bà dẹp cái giọt nước mắt cá sấu của bà đi.
Tôi nói cho bà biết, tôi mà lấy được tiền đập tài của bà Từ, tôi trả lại cho bà gấp mấy lần mấy hồi. Bà đừng có khóc hoài, tôi mệt bà quá bà ơi. Mày nói cái gì? Nạp tài gì? Hả? Thì cái tiền nạp tài của bà Từ, con mẹ muốn là con mẹ cưới của Út May cho thằng Quý con của bà. Mày đi đâu? Mày đi khuất luôn đi. Trời ơi, sao không cho tôi chết đi cho rồi. Mỗi lần qua nhà thầy, em thấy nhẹ nhõm lắm. Nếu cha vẫn nhất quyết gả em cho Quý Khùng thì em không còn được ở cạnh anh hai nữa. Lúc đó không biết em phải sống sao. Em đừng có sợ. Nếu như không cản được cha, anh sẽ dắt em bỏ trốn. Bỏ trốn? Không có được đâu anh hai. Vậy chứ không lẽ em muốn cha bắt em lấy Quý Khùng nữa hả? Dĩ nhiên là em không có muốn rồi. Nhưng nếu mình bỏ đi thì ai lo cho nội đây? Nội già yếu lại còn đau bệnh nữa. Anh Tuấn, hôm nay anh có bận gì không? Em mời anh đi ăn trưa nha. Cô đi đi, tôi bận rồi. Anh, thái độ của anh như vậy là sao? Anh vẫn còn giận em hả? Anh à, em biết là em sai rồi, tha lỗi cho em đi. Giận cô hả? Cô tự đánh giá cao về mình rồi đó. Anh à, anh có cần phải lạnh nhạt với em như vậy không? Em đã xin lỗi anh rồi mà anh không bỏ qua cho em sao? Anh... Cô lại tính diễn trò công khai trước bạn dân thiên hạ nữa sao? Không phải. Em biết lỗi thiệt mà. Anh đừng có giận em nữa. Mấy ngày qua anh phạt em vậy đủ rồi. Không lẽ anh cứ muốn giận em hoài sao anh Tuấn? Ai Ly, cô càng nói càng khiến tôi bực mình thêm đó. Tốt nhất là cô nên đi chỗ khác đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Anh à, anh Tuấn, anh Tuấn à, anh. Trời ơi, sao con đi vậy hết trơn? Xin lỗi, cô có sao không cô? Tôi không cố ý. Xin lỗi. Cô có sao không cô? Thôi được rồi, anh đi đi. Chạy xe cái gì vậy? Cô có sao không? Anh, em đau quá. Thôi được rồi, để tôi đưa cô tới bệnh viện. Hả? Em không cần đi bệnh viện đâu. Em sợ vô bệnh viện lắm. Chứ em vô ngồi nghỉ xíu đi. Đau quá. Đi vô. Ngồi xuống đi. Đau quá. Đau lắm không? Cũng tại anh đó. Tại anh không chịu bỏ qua cho em mới quýnh lên em chạy ra. Sao em tí xíu nữa sẽ đụng chết em rồi. Thôi được rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Cũng may là cái chân em không sao. Chứ vài ngày nữa thử vai cho phim mới, em không biết lúc đó em diễn sao nữa. Nhưng mà không sao, bây giờ em biết là anh không còn giận em nữa là em vui rồi. Thôi được rồi, nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ nha. Chuyện cô đưa tôi vào trọng như bữa trước, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu, biết chưa? Em biết rồi mà. Biết rồi mà gì kỳ vậy? Anh... Đi. Ủa, sao tới hồi vậy con? Sao không đốt đèn lên con? Hả? Lỗi,
Nội. Mày hả? Trời mới có nhá nhem tối thôi Hà Nội ơi. Trời, nhá nhem tối gì, tối thui chứ nhá nhem gì. Nội, mắt nội dạo này kèm nhem lắm rồi đó nha. Đến bữa nữa tụi con đưa nội đi khám nha. Thôi đi khám làm gì. Nội già mắt mũi kèm nhem về chuyện bình thường mà con. Con cũng thấy nội nên đi khám thử coi nội. Con sợ mắt nội bị gì rồi đó. Bây giờ cũng có vài chỗ người ta khám mắt miễn phí cho người lớn tuổi á. Nội đừng có lo. Thôi đi, nội gần đất xa trời rồi, có làm sao đâu. Cái đó là bình thường mà con. Nội nói vậy đâu có được nội. Thôi được rồi, để tao đi. Nội đi đâu? Thì nội đi vô trong này. Trời ơi, tụi bay làm như tao đuôi tao không thấy đường vậy. Để tao đi tự nhiên nội, được chứ. Nội có... Nội có chân. Nội thấy chưa? Cái gì vậy? Có gì đâu nè. Để tao đi cho nội. Ôi cha. Mắt mũi nội vậy mà nói không sao. Vài bữa nữa tranh thủ đưa nội đi khám thôi. Tao nghe bà Từ nói muốn cưới mày cho thằng Quý con bà hả? Tao còn nghe bà nói nếu mày ưng thằng Quý á, bà trừ hết nợ cho nhà mày, còn nạp tài thêm một cục tiền nữa. Sao mày không ưng nó cho lẹ đi, để có tiền mà lo cho nội mày. Bả còn sống được nhiêu nữa đâu. Mà nè, mày nghĩ kỹ lại đi. Nội á, bả lo lắng hy sinh cho anh em mày cả đời rồi, không lẽ bây giờ mày hy sinh lại cho bả mà mày thấy ngặt mình sao? Ở đời mà con, đền đáp qua lại là chuyện phải làm. Mà nội lại là nội của mày nữa, có đâu mà cứ đắn đo nghĩ ngợi hoài vậy. Mà lấy thằng Quý là lấy chồng giàu nữa, chuột xa hủ nếp, sướng phải biết chứ có cực khổ gì đâu. Anh hai, em nói với cha là em ưng lấy Quý. Ủa mày, em nói cái gì vậy? Em chấp nhận lấy thằng Quý hả? Em suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần em lấy Quý thì mọi bế tắc của gia đình mình đều được giải quyết. Em có bị khùng không? Ở nhà này có ai cần em giải quyết bế tắc bằng cách đó đâu. Anh sẽ cố gắng làm mướn để kiếm tiền trả nợ mà. Anh hai, nhưng không lẽ suốt đời anh cứ phải đi làm mướn cho người ta hoài? Anh còn có tương lai của anh nữa chứ. Với lại bây giờ nội quá nhiều bệnh, cần phải có tiền để lo. Còn nợ nần của cha, ngày nào cũng có người tới chửi bới đòi nợ hết. Em không có muốn thấy nội khổ như vậy đâu. Vậy anh không cho em lấy nó, hiểu chưa? Anh hai, em lấy nó cha. Anh sao? Khốn nạn bà của cha. Dưới tao mày hả? Hả, mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Cha. Anh hai, tính làm gì hả? Anh hai đừng có như cái vậy. Khốn nạn, mày có thay con út mày, mày đi lấy chồng để trả nợ cho cái nhà này không mà mày cản nó? Cha chửi tôi khốn nạn thì cha nhìn lại mình đi, bao nhiêu năm qua cha có lỗi được cái gì cho gia đình này không hả? Đây là những cơ bạc đủ cha vì làm khổ nội, khổ tụi con. Anh hai ạ, cha nhìn đi, cha có còn lương tâm hay không? Trời ơi, cái thằng đó đẩy thằng khốn nạn, đâu có chết bà mày đâu này con. Mày khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Mày chết tôi đi, thôi đi mày chết. Chết tôi đi. Cha, thằng trôi đấy. Anh hai, con quỷ cái này. Anh hai chạy đi. Con quỷ cái này mày cản nó. Đừng đánh anh đi. Đừng đánh anh đi. Quấn mày luôn nè. Mày cản tôi quấn mày luôn. Cản. Cha, cản. Mày cứu rồi. Anh hai. Cứu rồi. Thôi anh hai. Anh hai chạy đi. Đừng chạy đâu. Anh hai chạy đi, kệ em. Thằng chó, mày tin chống tôi tới cùng hả mày? Phải. Thôi đi bà anh hai. Tôi không bao giờ ủng hộ việc làm xấu xa của cha đâu. Anh nhớ đó. Anh đi đi. Thằng chó, cái thằng mất dạy, nó mạnh như trâu vậy đó. Em xin lỗi anh hai. Có gì mà em phải xin lỗi anh? Út mày à, em suy nghĩ lại đi. Tiền bạc chỉ cần mình chịu khó mình sẽ kiếm ra mà, đâu cần phải hy sinh nhiều như vậy. Em không muốn thấy anh hai cứ phải cực nhọc nữa. Chỉ cần em đám cưới với Quý xong thì gia đình mình sẽ hết khổ mà. Út mày à, anh năn nỉ em mà, em đừng có lấy cái thằng đó, nếu không em sẽ khổ cả đời nữa. Anh đừng làm em khó xử nữa.
cứ coi như số phận của em nó là như vậy rồi. Số phận nào chứ? Không có số phận nào hết á. Anh không thể nào để em làm chuyện đó đâu. Anh hai thương em thì đừng có cản em. Bây giờ tất cả những gì em làm đều vì nội hết. Được rồi, nếu em cứ nhất quyết như vậy á, em cứ làm theo những gì em nghĩ đi. Anh hai, anh hai ơi, anh hai. Trời đất ơi, khuya lơ khuya lắc sao không ngủ đi, còn ngồi đó chơi chim. Mà sao đem chim vô phòng vậy con? Tôi ngủ không được, tôi đem chim vô cho nó hót, cho dễ ngủ. Bộ mày xót ruột, muốn lấy con út mày nên ngủ không được hả? Mà còn mấy ngày nữa vậy má? Thì cũng phải từ từ chứ con. Mà nè, mày cũng đừng có vui mừng sớm quá ngang. Con nhỏ đó đó, ngoài miệng nó nói ơn, ai biết trong bụng nó đang tính toán gì. Má thì má chỉ sợ tự nhiên nó đổi ý thôi. Rồi bây giờ má kính sao? Chú không biết ai nha. Chú mà không lấy được út mày á, chú nhảy xong chết cho má coi. Mày là thằng quỷ, cho má quýnh tôi. Ăn nói bậy bạ. Mà lỡ út mày không chịu lấy tôi sao? Thì á, má nói thì nói như vậy thôi, chứ má thách nó cũng không dám không chịu lấy con à. Vậy là tôi sẽ lấy được út mày rồi. Má ơi, tôi khốn ruột quá à. Hay là mình làm đám cưới sớm đi má. Đâu có được, ngày lành tháng tốt má đã chọn rồi, thì cứ y như vậy mà làm thôi. Mày á, có sốt ruột á thì cũng chịu đi con. Mà tao cũng khổ với mày quá. Bao nhiêu đứa con gái không ưng, đi thương con gái của cái khập rượu. Tôi thương, tôi cưới cho tôi, chứ cưới cho má đâu mà má nói hoài, mệt quá. Thôi tôi buồn ngủ quá rồi, tôi ngủ đây, mệt quá. Thấy mày ham quá, má cũng muốn cưới cho lẹ, để mà coi có cắt dông trị được bệnh cho mày không. Nhưng mà má cũng lo, không biết con đó nó có đổi ý gì không nữa. Nếu mà nó bỏ của chạy lấy người, má cũng không biết kiếm con gái nhà ai để cho mày nữa. Mày như vậy với ai mà chịu? Quý, Quý, Quý. Gì dữ vậy? Ngồi dậy má nói chuyện này cái coi. Trời ơi, đang ngủ mà nó hoài mệt quá vậy. Gì vậy? Nè, má có cách để con út mày nó khỏi bỏ trốn. Sao nãy má nói út mày chịu cưới tôi rồi? Dù gì thì cũng phải đề phòng chứ con. Đề phòng á? Ừ, đề phòng. Bị gì á cũng phải gần 2 tháng nữa. Lỡ đâu á thằng anh nó suối, nó bỏ đi biệt xứ thiện sao? Hôm bữa má cũng nghe nó hâm á là sẽ bỏ đi đó. Cái gì? Đâu có được. Út mày sắp đi luôn rồi hả? Út mày còn phải làm đám cưới với tôi nữa mà. Mệt quá. Có ai nói là nó bỏ đi luôn đâu. Chỉ là tôi nghĩ như vậy thôi ông nội. Tôi sợ nên tôi giờ mới bài cách cho ông để nó khỏi đổi ý. Cách gì vậy? Bây giờ chỉ cần cho dán đóng thành thuyền, lúc đó có thách nó cũng không đổi ý nữa. Đóng thuyền, đóng thuyền để đi dứt dâu hả? Vui quá, đóng thuyền dứt dâu. Mà thôi đi, đóng hiền lâu lắm. Má kiếm cái nào lẹ 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 lên. Trời ơi mày ngu quá đi. Ý của má là mày phải làm sao á chiếm đoạt được nó trước ngày cưới. Khi mọi chuyện đã rồi, nó cũng không dám làm gì hết. Chiếm đoạt?
chiếm đợt. Ý mới là tôi phải... Tức là mày á phải ngủ với con Út mày. Nói thẳng ra là phải động phòng với nó trước ngày cưới. Được chưa con? Động phòng? Động phòng với Út mày trước ngày cưới được hả má? Ừ. Vậy ngày mai tôi đi động phòng liền luôn. Động phòng. Thiệt tình. Có cái ông con ngờ ngỡ quá cũng khổ. Mà nè, cái vụ này á, lỡ mày mà làm tày quầy ra thì lúc đó là hư bột hư đường hết á. Biết rồi, nói hoài mệt. Buồn ngủ quá, tôi ngủ. Tôi lấy sức đi ngày mai á, tôi đi động phòng với Út mày. Thôi nha, không có kêu nữa nha, mệt lắm rồi á. Dạ, bà sao? Nhà có khách hả? Dạ. Cô làm gì như á khẩu vậy? Sao bà về sớm vậy bà? Khùng. Bà ơi, bà đừng có lên trên đó. Cô điên hả? Nhà của tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Đúng rồi bà ơi, đúng rồi. Ở ngoài công viên á, mới về à, xích đu nè, cầu trượt đồ. Trời ơi, Thí Hòa thích lắm nè. Bà ơi, bà dẫn Thí Hòa đi đi bà. Bà ơi, tỉnh ra. Bà đừng có lên trển nha bà ơi. Bà ơi, ở trển kẹt rồi. Cái gì? Bà ơi, mấy người làm cái gì vậy? Đừng vô liêm sỉ mà. Hôm nay cô dám ngang nhiên vô nhà tôi làm chuyện này hả? Chắc là cha mẹ cô không biết dạy cô chứ gì. Được rồi, để tôi dạy cô. Anh, đi ra. Bà làm gì? Đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Đừng về không? Đi. Đi lấy. Ông còn binh nó nữa hả? Cả ông và nó đều là loại người vô liêm sỉ. Bà thôi đi. Sao? Bây giờ bà thấy được sự thất bại của bà chưa? Hả? Ngay cái chồng của bà bây giờ cũng đứng về phía của tôi. Tôi với bà hơn nhau bây giờ chỉ là tờ giấy hôn thú thôi. Nếu bà biết điều thì mau buông tha anh Tuấn đi, hả? Anh Lê à, ra ngoài đi. Đi đi. Vậy em ra ngoài em đợi cưng nha. Đang vui là mất hứng à. Đúng là đồ mất dạy mà. Nè, bà đi đâu vậy? Buông ra. Đừng gây chuyện nữa có được không? Con người ông có liêm sỉ hay không hả? Bữa nay còn dám ngang nhiên rước nó về nhà. Ông vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Bà còn đứng đây là tôi nể mặt lắm rồi đó. Ông nói cái gì? Chẳng lẽ ông coi tôi không còn hiện diện trong cái nhà này nữa hả? Phải. Bà sống trong cái nhà này chỉ là cái xác thôi. Tâm trí của bà vẫn còn gửi ở Gò Tháp kìa. Bà còn biết tới cái nhà này nữa hả? Bà làm tôi bất ngờ thiệt á. Ông làm chuyện bậy bạ mà không biết hổ thẹn, còn lớn tiếng kết tội tôi. Đúng là đồ trơ trẽn mà. Phải, tôi là đồ trơ trẽn. Còn bà tốt đẹp lắm hả? Đừng có tưởng mấy ngày qua bà đi về Gò Tháp tìm thằng chồng cũ của bà mà tôi không biết nha. Tìm không được mới dắt mặt về đây thôi. Nếu mà tìm được á, bà đã cuốn gói đi theo nó, xin nó tha thứ cho bà rồi. Chừng nào mà ông vẫn chưa chịu nói cho tôi biết năm xưa ông đã làm gì chồng con tôi thì tôi vẫn cứ phải đi tìm cho ra hai cha con họ. Được, vậy thì bà cứ đi tìm đi ha. Khi nào tìm được á thì nhớ báo, tôi sẽ ăn mừng 3 ngày 3 đêm đó ha. Đi tìm đi. Để thấy ngây thơ ngày cũ xa rồi, còn chẳng là những đắng cay, tình là thế thôi. Về đông đầy những kỷ niệm
nằm trong góc khuất nỗi niềm. Giờ em về cõi trời xa thương nhớ. Anh ơi, cho em dời cái đô ly về điểm đầu giùm em anh. Ôm nhau đi, hai người tình cảm lên. Phải vậy anh ơi, anh ôm chặt chặt chút xíu nữa đi, đứng sát vô. Cắt, diễn gì kia vậy? Hả? Diễn gì không biết mà diễn người gượng gạo quá. Ôm là ôm thiệt tình vô, không? Không biết diễn xuất hả? Coi à, tôi diễn nè. Đạo diễn, bật nóng đi anh. Em diễn thiệt là tốt. Em phải nhìn vô mắt anh ha. Rồi từ trái tim đến trái tim mình phải cảm nhận được. Tim anh nè, rồi tim em nè, ha, đó, nghe không? Ôm là phải vậy nè, ôm là phải sát vô, ha, đó, vậy nè, nghe không? Đó, vậy mới là thiệt nè, đó, mày nhìn đắm đuối nè, đó, ôm. Đúng đó. Làm gì vậy? Hả? Làm kỹ thuật chứ làm gì? Làm kỹ thuật mà vậy đó hả? Má, còn con nhỏ này nữa. Cục Trang. Dạ, lòng bộ đồ nó ra. Anh làm gì vậy? Anh có biết anh làm như vậy là mất mặt em không? Mất mặt gì mà mất mặt? Người ta không biết thì tôi phải chỉ chứ. Làm nghề thôi mà không hiểu gì hết à. Thôi đi, tôi còn lại gì tính của anh nữa. Không có quay quyết gì nữa hết á. Tính của nóng vậy đó. Nhưng mà dạ, anh thấy em diễn tốt lắm. Cố gắng lên em ha. Tốt lắm. Nội à, mấy bữa nay con suy nghĩ kỹ rồi. Có chuyện này con muốn xin phép nội. Có chuyện gì vậy con? Con tính nói cho Út Mây biết. Út Mây không phải là em ruột của con. Trời đất ơi, con nói gì vậy Hai Bình? Bộ con thấy con Út Mây nó khổ tâm như vậy chưa đủ hay sao? Nội đừng có nóng. Con chỉ hổ vậy thôi. Con mà nói cho nó biết, nó tuổi thân nó khổ, tội nghiệp nó. Nếu như bây giờ mà con nói ra thì tội lỗi của cha mày hồi đó cũng sẽ bị người ta phanh phui. Rồi lúc đó con Út nó chịu nổi cái chuyện như vậy không? Rồi cái nhà này cũng sẽ tan nát hết. Thôi nghe con. Thôi được rồi, con sẽ không nói. Nội cứ yên tâm đi. Thôi, nội nằm nghỉ đi. Nội có sao không vậy nội? Nội mệt. Em quạt cho nội ngủ đi. Dạ. Anh đã bà xong ngồi lấy. Nội ngủ đi nội. Con quạt cho nội ngủ nha. Nói ra sự thật chút mày biết thì mình sẽ không còn cơ hội nói ra cho em biết tình cảm thực sự trong lòng mình bấy lâu nay. Nội ơi, con không muốn cãi lời nội, nhưng nếu cứ như vậy con sẽ không thể giữ được Út Mây. Lúc này chỉ còn cách là nói cho Út Mây biết sự thật, biết hết tình cảm thực sự của con để Út Mây còn suy nghĩ lại. Chắc giờ này anh hai đang buồn lắm. Anh hai, em biết anh lo cho em. Anh không
không muốn em phải chịu khổ khi về làm vợ Quý. Nhưng mà trong tình thế này, nếu em cứ ích kỷ thì cả nhà mình không biết bao giờ mới hết khổ. Con xin lỗi nội, con sẽ gặp Út May và nói ra hết sự thật. Rồi mọi chuyện tới đâu thì hay tới đó. Tối thưa còn đi đâu đây? Đúng rồi, trời giới ơi, mình đi vòng vòng đi. Cái gì vậy? Nói gì nghe kỳ vậy? Mẹ Quý nói á, trước sau gì mình cũng động phòng. Bây giờ mình động phòng trước cũng đâu có sao đâu. Nói chuyện nghe bậy bạ hết sức à. Đừng có nói như vậy nha. Quý về đi. Nhưng mà Út May, anh thương em mà. Mình động phòng với Út May. Anh thương em mà. Anh thương em mà Út May. Út May, anh thương em mà. Đụng vào miếu mi. Đó, làm gì em tao vậy? Đừng làm gì. Hả? Anh hai. Út May. Mày dám quyết chào hả? Út May, em có sao không? Anh hai có chết. Anh hai. Cái gì vậy hai bệnh? Sao mà thân Quý nó làm xảy ra vậy? Anh ơi. Bà ơi. Sao vậy? Trời ơi. Ông thân Quý nó bể rồi. Bệnh. Hai bệnh sao mày đánh thân Quý? Nó khùng lớn đi sao mày quánh nó vậy? Bởi người ta. Hai bệnh nó quánh là mới bể đậu rồi. Bởi người ta. Anh ơi. Em chạy không nổi nữa. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình về nhà. Chắc chắn bà Từ bà sẽ không tha đâu. Bà sẽ làm đùm bẹp lên. Bây giờ tạm thời mình ra chòi canh xe mình ngủ đỡ. Sáng mà mình tính. Sao không xuống xe vô nhà đi? Hôn em đi. Bữa nay em sao vậy? Bày đặt nhõng nhẽo nữa. Rồi sao? Anh không thích hả? Phải rồi. Chắc là anh chưa quên được mấy con chân dài hồi sáng. Đứa nào đứa nấy ổng ẻo trước mặt anh. Hấp dẫn quá mà đúng không? Em thôi đi.
ghen tuông cái gì? Mối quan hệ giữa em và tôi là gì hả? Em nên nhớ tôi là nhà đầu tư, là người rót tiền cho em. Chỉ có tôi mới được quyền tác động lên em. Còn em á, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi. Em biết mà, anh có tiền, có quyền, muốn gì mà không được. Chỉ tại là em yêu anh quá thôi, cho nên mới khó chịu như vậy đó. Có bao giờ anh coi em là người yêu của anh đâu. Vậy mà lúc trước còn hứa này hứa nọ với em. Nè, tôi chưa từng hứa gì hết. Em nhớ lại đi. Chỉ toàn em tự biên tự diễn thôi. Nhưng mà anh cũng không hề chống đối mà. Bây giờ anh nói như vậy, có nghĩa là anh không còn yêu em như lúc trước nữa đúng không? Ali, cuối cùng thì em muốn sao? Em đi theo tôi cho em biết bao nhiêu quyền lợi. Tôi có bắt em phải chịu thiệt thòi gì đâu. Tên tuổi của em, nếu không có tôi, biết tới chừng nào mới được như bây giờ. Em còn muốn sao nữa? Em muốn gì chẳng lẽ anh không biết sao anh Quang Tuấn? Từ nay về sau, tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Nếu như em muốn tôi vui vẻ tiếp với em, thì biết điều một chút đi. Thôi được rồi, em sẽ không làm phiền anh về những chuyện này. Coi như là tại em ngu đi, đâm đầu vào một tình yêu không có đích đến. Bye anh, coi như là em chưa nói gì nha. Ông Quang Tuấn, ông muốn chơi trò cùng nhau với tôi tới bao giờ đây? Tôi cho ông biết, ông không thoát được khỏi tay của tôi đâu. Cái gì vậy? Sao anh dám tới đây hả? Nhà người yêu tôi, tại sao tôi không dám tới hả? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không hiểu hả? Mối quan hệ giữa tôi và anh là mối quan hệ lén lút, bí mật. Nếu mà anh không chịu cẩn thận, ông Quang Tuấn mà phát hiện ra thì coi như sự nghiệp của tôi tiêu tan, anh biết không? Đến lúc đó thì tôi cũng không còn gì nữa đâu. Mẹ nó, tưởng nó giàu có là ngon hả? Mắc mớ gì phải lén lút? Câu hỏi này nên tự hỏi rồi anh tự trả lời đi ha. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mà anh tới có chuyện gì? Nếu cần tiền thì hôm nay tôi không có đâu. Em ở bên cạnh cái mẫu vàng, lúc nào mà em không có tiền chứ? Tối nay tụi thằng Lâm nó dí quá. Thôi cho anh chút đỉnh đi, trả miệng tụi nó coi. Tôi đã nói là tôi không có mà. Anh Lý à, anh làm ơn buông tha cho tôi đi, đừng có đeo bám tôi như vậy nữa. Bữa nay còn dám nói chuyện với tôi vậy nữa hả? Rồi sao? Tôi chịu đựng anh hết nổi rồi. Tôi cũng không muốn lén lút ông Quang Tuấn qua lại danh như vậy nữa. Sống lén lút kiểu vậy tôi không thích nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Như vậy á thì em cứ chia tay nó đi, về ở với tôi. Lúc đó em không cần phải lén lút nữa. Em có dám bỏ hết tất cả mọi thứ để đến với tôi không hả? Anh nói thì nghe hay lắm, nhưng mà trong lòng của anh nó có nghĩ được như vậy không hả? Không phải là anh cũng muốn tôi bắt cá hai tay, vừa qua lại với anh, vừa qua lại với ông Quang Tuấn, để dựa vào ông kiếm tiền về cung phụng cho anh sao, đúng không? Tôi thừa biết sợ gì anh còn qua lại với tôi, bởi vì tôi còn kiếm ra tiền. Nhưng nếu như một ngày nào đó ông Quang Tuấn không còn mang đến cơ hội kiếm tiền cho tôi nữa, lúc đó anh có còn muốn giữ tôi nữa hay không? Vậy là cô nghĩ tôi chỉ cần tiền của cô thôi sao? Vậy là cô đã quên rồi, ngày xưa lúc mà cô mới về lên Sài Gòn, không tiền bạc, không nhà cửa, cô làm gái quán bar sao? Lúc đó không có tôi thì ai nuôi cô hả? Bây giờ cô được nổi tiếng rồi cô trở mặt hả? Hả? Tức là bây giờ anh muốn kể ơn chứ gì? Được, vậy bây giờ chúng ta tính toán sòng phẳng với nhau. Ngày xưa anh cho tôi bao nhiêu tiền, anh nói đi, tôi trả hết số tiền đó cho anh. Chỉ cần sau đó anh buông tha, không làm phiền tới cuộc đời tôi nữa, được chưa? Bây giờ mới lòi bộ mặt thật của cô ra đó hả? Nhưng tôi cho cô biết nè, cô muốn bỏ tôi hả? Không dễ đâu nghe chưa. Xưa nay chỉ có mấy con đàn bà mới bị tôi chán chê từ
Chưa có một con đàn bà nào mà dám bỏ thằng Lý Sẹo này mà được yên ổn vậy chưa? Nghe chưa? Vậy anh làm gì tôi? Đưa đây! Anh làm gì vậy? Đưa đây! Tôi thách cô dám bỏ tôi đó! Đừng hôn cô đó! Trời ơi, mày ngồi vậy mày đi kiếm hai đứa nhỏ về giùm cái coi. Tụi nó đi suốt đêm chưa có về cái kìa ba ơi. Không biết nó có bị cái gì không nữa kìa ba. Trời ơi, chân cẳng tao đau quá, tao đi không có được. Mày làm ơn mày kiếm tụi nhỏ giùm tao cái đi ba. Mà để tôi ngủ đi, bà phá rối tôi quá à. Trời ơi. Mày nè, đâu, bà hả? Bà nắm ông bá đâu? Bà tính đi. Bà tính đi ha, bà tính tiền viện phí đi. Rồi bà bồi thường thuốc men cho tôi đi. Con ơi, chỗ lối xóm mà con đừng có làm dữ quá. Nội rối, nội không biết tính làm sao. Tính cái gì nữa mà tính. Con tôi sống chết chưa biết ra sao kìa. Tôi nói trước với bà nha. Cháu bà mà để tôi bắt gặp được á, con ơi, tôi cho công an á hả, còng cổ nó, khỏi giải thích gì hết. Nghi lắm tôi nghi. Chết rồi anh hai ơi. Không sao đâu. Phải không? Không có ở nhà. Thiệt không? Không có. Thiệt mà. Để tôi coi. Có mà. Trời ơi, tao nói dốc mày làm mày cái đây. Gì? Mày trốn đâu? Ơi, ra đây. Thiệt mà. Không có mà tôi. Tôi á, sẽ cho người á hả, lật ngược cái gò tháp này nè. Tiền cho ra được ha. Bà đừng có để ha. Tôi bắt gặp được ha. Còn... Dạ. Lạnh quá hả? Trời ơi, hai Bình ơi, người ta nói khó nhịn lời mồ côi nhịn lẻ mà. Nội dạy hoài mà sao con không nghe vậy hai Bình ơi? Ủa, hai đứa, con thấy con Từ nó đi ra đó không? Dạ, con thấy rồi nữa. Nó đổ thừa con đánh thằng Quý bị trọng thương bể đầu gì đó. Không phải đâu nội ơi, tụi con không có cố ý làm như vậy đâu. Trời ơi, rồi bây giờ tính làm sao? Con nhỏ đó nó quen lớn dữ lắm. Nó mà bắt được tụi bay một cái là chết liền. Nội ơi, chứ không phải đánh mặt một thời gian quá nội. Đúng rồi. Mày trốn đi đâu? Con... Mẹ ơi tụi bay. Bà nội cha mày. Hai đứa tránh đi. Ăn cho no rồi đi cái chuyện quấn người ta bể đầu hả? Cha. Bây giờ người ta thương là lấy tiền ở đâu ra mà đền cho người ta. Mẹ ơi tụi bay, mẹ ơi tụi bay, tôi đập chết mẹ ơi tụi bay bây giờ. Mẹ ơi tao lại mày ba ơi. Tao ra coi, tao buông tao ra đi. Bà hãy xỉu mà bà sung bà cản tôi hoài vậy. Bà buông ra. Mình tính sao? À, hay là mình tìm tới chỗ chị Ái Ly, xin chỉ cho mình ở nhờ vài bữa. Anh thiệt không có muốn nhờ Ái Ly giúp tụi mình đâu. Anh thấy cõi là người không có tình có nghĩa gì hết. Anh hai yên tâm đi, dù sao thì tụi mình cũng là lối xóm của chị mà. Em nghĩ chắc chị cũng cho mình ở tạm được vài ngày. Nhưng mà nếu như cổ từ chối á, thì lúc đó em tính sao? Chắc không tới nổi như vậy đâu. Với lại bây giờ còn có dì Tám ở đó nữa. Thế nào dì Tám cũng nói vô giúp tụi mình mà. Nếu như mà mình được ở nhà của chị ấy mấy ngày, anh yên tâm đi, em sẽ phụ chị ấy làm việc nhà để chị ấy bớt khó chịu. Nhưng mà thôi mà anh hai, cứ tới gặp chị một lần đi rồi tính. Chứ ở Sài Gòn mà không nhờ chị, tụi mình biết nhờ ai bây giờ? Với lại em nghĩ chị Ái Ly không tới nổi bỏ mặt tụi mình đâu. Thì mình cũng biết vậy rồi, nhưng mà mình đâu có địa chỉ nhà chị ấy. Em có cách. Ủa mà sao em có? Hồi mà dì Tám Thể gửi thư về cho thầy đó,
em có ghi lại nè. Mình đi nha anh hai. Từ từ không sao. Cứ theo sau anh, không sao đâu. Tiền trái dừa vậy? Ờ, 10 ngàn chú. Mấy bữa nay vừa lên giá mua đi em. Tới 10 ngàn lận hả? Ừ. Thôi đi, mắc quá. Cảm ơn. Cảm ơn. Bữa này đi. Dạ. Chỗ này nè. Chỗ này hả? Ủa dạ. Sao vậy anh hai? Em thò tay em vô bấm chuông đi. Dạ. Thò tay vô đây á hả? Ừ đúng rồi. Cô cho con hỏi, nhà này có phải là nhà của ca sĩ Ái Ly không cô? Lộn nhà rồi, nhà này là nhà của tôi mà. Mà ở đây đâu có ai là ca sĩ Ái Ly đâu. Tại con thấy là địa chỉ ghi ở đây á cô. Tôi đâu có biết, có khi cô ghi lộn sao. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Ừ. Trong thư ghi đúng số này mà anh hai. Anh cũng không biết nữa, chắc là em nghe lộn cho nên ghi sai. Rồi bây giờ hai đứa mình tính sao? Nè, em mệt chưa? Hay tụi mình đi kiếm chỗ nào mát mát ngồi đi. Rồi mình tính tiếp nha. Anh hai. Sao anh hai mua con ổ vậy? Ờ, đi xe gần hết tiền rồi. Với lại anh hai cũng chưa thấy đói. Thôi mang đi. Anh hai muốn nhường em á thì có. Em nửa ổ, anh hai nửa ổ, vậy là đủ rồi. Anh đã nói rồi, em ăn đi, anh không có đói. Làm gì vậy? Sao tự nhiên cột lại? Anh hai không ăn thì em cũng không ăn. Anh đã nói là không thấy đói mới nhường cho em nữa. Tự nhiên không chịu ăn. Rồi nhìn đói vậy làm sao anh chịu nổi? Anh hai thấy em đói, anh hai không chịu được. Còn em thấy anh đói, phải nhường đồ ăn cho em. Anh hai nghĩ em ăn ngon được hả? Thank you.
thêm chả không? Anh ăn đi. Trên hình quảng cáo đẹp thiệt anh hai ha. Người ta là người nổi tiếng mà, dĩ nhiên phải được quảng cáo rầm rộ rồi. Anh hai ơi, sắp gặp được chị Ái Ly rồi. Sao em biết? Nè, trên này ghi là tối nay chị Ái Ly sẽ trình diễn đêm nhạc gây quỹ từ thiện ở phòng trà Dư Âm. Chỉ cần tối nay mình theo địa chỉ này là tới đó được rồi. Tìm đâu để thấy ngây thơ ngày cũ xa rồi, còn chẳng là những đắng cay, tình là thế thôi. Về đông đầy những kỷ niệm nằm trong góc khuất nỗi niềm, giờ em sinh nhật của Túy Hòa. Dù gì nó cũng là con gái của ông. Ông ráng thu xếp để dậy sớm sớm để dự sinh nhật cho con nó vui nha. Tôi không có rảnh, bà tự lo đi. Tôi xin ông mà. Chuyện vừa rồi tôi nóng giận, coi như là lỗi của tôi. Tôi chỉ xin ông vì Túy Hòa một lần thôi. Sao mà phiền phức quá vậy hả? Con Thúy Hòa nó bị khùng điên như vậy á, tổ chức sinh nhật cho nó làm cái gì? Ông à, nó cũng cần được yêu thương mà ông. Tôi năn nỉ ông á, tôi hứa là tối nay tôi sẽ không làm cho ông khó chịu đâu. Thôi được rồi, để tôi sắp xếp. Gái nè, con ráng chờ một chút nha, ba con về liền đó. Ba về để chúc mừng sinh nhật con. Con coi nè. Hôm nay em hát có được không? Tốt. Cảm ơn anh. Anh à, anh chờ em xíu nha. Em đang nghe điện thoại chút. Alo, Ai Ly, anh muốn gặp em. Tôi đã nói với anh rồi, hôm nay không được, bữa khác đi. Thế lại đừng có gọi cho tôi quà như vậy nữa được không hả? Lúc nào được tôi sẽ gọi cho anh. Em định chắc chắn bỏ giỏ cho tôi hả? Bây giờ săn được thằng nhà giàu. Tính quên anh vậy sao? Đừng có dễ như vậy đâu. Đừng điên. Nếu em không gặp anh thì đừng có hối hận. Dạ mời anh chị, bên này ạ. Dạ. À,
Hả? Bây giờ hai người đứng đây đợi tôi chút xíu. Tôi lên trển báo cho cô ca sĩ Ellie, rồi xuống cho hai người biết sao. Dạ. Nhưng mà hai người đừng có đi đâu lung tung nha. Tại vì chủ ở đây khó lắm, có gì là chết tôi á. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Không có gì. Rồi, em coi nè, dáng đẹp ghê chưa? Ê, đổi màu kìa, đổi màu kìa. Cái anh hai đụng vô đó. Nè, xuống đi. Không sao đâu. Anh hai, người ta dặn đừng có đi lung tung mà. Sao rồi anh? Bây giờ cô nói là không quen biết ai hết trơn á. Bây giờ hai người đi về đi. Ủa? Anh có nói rõ tôi là Út May, còn đây là anh hai mình không? Ừ. Tụi tôi ngày xưa chơi với nhau thân lắm mà. Bây giờ anh hiền quá đi. Vì hai người mà tôi bị chửi nè. Đi về đi. Nè, nhiều quá. Anh khoan đã. Anh làm ơn nói rõ giùm tôi đi. Là chị Ái Ly là con của dì Tám Thể, còn tôi là con của chú Bá nè. Làm sao mà không biết được hàng xóm với nhau mà anh? Trời tôi ơi, nhờ anh nói là không có được. Bây giờ hai người đi về giùm tôi đi một cái đi. Về đi. Anh làm ơn bực đi. Quá. Nói nãy giờ không nghe liền. Sao để người ta? Không chưa gặp thì thôi. Đó, anh đã nói rồi. Ngay từ đầu anh đã nói rồi mà. Bây giờ cô ta là ca sĩ nổi tiếng rồi, cô ta thèm quay với mình chắc. Tới đây chị mang nhục thấy chưa? Anh ơi. Thôi đi về đi. Nói nhiều quá. Rồi. Cản đường người ta. Từ từ làm gì dữ vậy? Đi nhanh đi. Đứng đó làm cái gì? Em thấy chưa? Phải chưa ngay từ đầu á. Em nghe lời anh, đừng có thèm đi gặp cổ, thì mình đâu có bị nặng nhẹ vậy đâu. Thôi mà anh hai, anh hai đừng có giận nữa mà. Đi. Ngồi đây nghỉ chút đi. Anh hai đừng có giận nữa nha. Thôi không có giận, ngồi đi. Trời ơi, mỏi cái chân muốn chết luôn. Mà anh hai nói thiệt á, anh hai không có giận, mà anh hai tức. Nhưng mà anh hai cũng đừng có tức chị Ái Ly. Cổ bây giờ là ngôi sao rồi, hai anh em mình quê mùa, làm sao xứng đáng là người quen của cổ. Anh biết vậy nên không muốn tới gặp cổ rồi. Em không chịu nghe anh gì hết. Tại vì em tưởng chị. Mà thôi, bỏ qua chuyện này một bên đi. Bây giờ anh chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền rồi trả nợ cho bà Từ, bồi thường tìm cơm thuốc cho thằng Quý, đừng để bà làm khó nữa. Anh hai, hay là ngày mai tụi mình về quê đi. Em lo cho nội quá. Mình cứ trốn tránh ở Sài Gòn hoài cũng không nên đâu. Hơn nữa nếu người ta thấy mình bỏ trốn, họ càng nghi ngờ mình hơn nữa. Anh cũng định nói với em vậy đó. Dù sao thì tụi mình cũng nên quay về dưới. Hôm qua mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, anh không kịp suy nghĩ gì hết nên mới bỏ trốn. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, mình làm vậy thì là không phải. Cái gì cũng tại em hết. Nếu không phải vì cứu em thì anh đâu tới nỗi bị hiểu lầm. Tại cái thằng ca chớn đó kìa, liên quan gì tới em mà em nhận lỗi? Nhưng mà em vẫn thấy áy náy. Mà nè, hay là sáng mai mình quay về đi, rồi mình tìm cách năn nỉ bà Từ. Chắc chồng sớm lâu năm bà cũng không nỡ đâu. Em thấy như vậy cũng được đó. Chứ để nội chịu trận hết như vậy em thấy không yên tâm chút nào. Mà nè, em có đói không? Để anh mua gì ăn nha. Thôi, đi bộ nãy giờ em cảm thấy mỏi chân và buồn ngủ quá. Anh hai đói thì mua gì đó ăn đi, đừng mua cho em. Cái gì? Nhưng từ trưa tới giờ em có ăn cái gì đâu, ngoài nửa ổ bánh mì. Em không có đói thiệt mà. Thôi, em cũng có ăn, sáng mai lấy sức đâu mà về quê. Ngồi đó đợi anh chút nha, anh chạy lại đây mua ổ bánh mì. Anh hai, em không có đói. Ngồi đây nè, đừng có đi đâu nữa nha. Em đã nói là em không đói mà. Anh muốn gì? Anh muốn cái gì? Anh làm gì nặng nặc rồi gặp tôi? Bây giờ tôi ra đây rồi anh lại im lặng hả? Tôi không có thời gian, tôi muốn về nhà, tôi muốn nghỉ ngơi, anh hiểu không? Hỏi của chị mới gặp được em hả?
Anh Lý Sẹo, anh đang toan tính chuyện gì nữa đúng không? Tôi biết là anh không hề yêu thương hay nhớ nhung gì tôi hết. Sợ gì anh không muốn buông tôi là vì anh tiếc cái mỏ vàng thôi, đúng không? Nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ, Lý Sẹo, tôi quá chán anh rồi. Chán rồi thì sao? Tao nhắc lại cho mày nhớ, từ trước tới nay không có một con nào bỏ tao mà được yên. Từ nay tao ra lệnh cho mày phải phục tùng tao. Hễ tao cần tình thì mày phải gặp tao và thỏa mãn cho tao. Hễ tao cần tiền thì mày phải cung phụng cho tao, không được trốn tránh với bất kỳ lý do nào. Mày nghe chưa? Anh nghĩ lại. Anh nghĩ lại hả? Khốn nạn, càng ngày mày càng lòi ra cái bộ mặt bỉ ổi của mày. Tao hối hận vì ngày xưa đã tin mày. Được rồi, tao sẽ trả lại cho mày đầy đủ những gì mà tao đã nợ mày. Tao sẽ không bao giờ phục tùng mày. Ngoan đi cưng, tối nay anh có hướng với đứa khác rồi. Alo, anh Tuấn hả? Mày không muốn tao mất xác của tụi của mày thì mau tới được bố mày gặp tao. Đưa đi, anh làm gì vậy hả? Làm cái gì hả? Dạy cho thằng bầu của mày một bài học. Anh điên rồi Lý Sẹo. Đưa đi. Phải. Đưa đi. Bởi vậy á, tao phải làm điều trò điên cho mày thấy. Tụi bay chuẩn bị đón khách cho chú Đáo nghe. Nghe điện thoại đi mà. Alo, anh hả? Anh hả? Út mày. Chị Ly, sao lại là mày? Chị ơi, xuống đây này ổng. Xuống đây. Mày làm gì ở đây? Chị ơi, ổng hả? Em thấy bị người ta đánh đó. Người ta chạy tới đây nè, người ta chặn đầu xe ổng đánh ổng. Em chạy tới kêu cứu. Chị ơi, ông bị làm sao rồi kìa chị? Ông làm sao kệ ông đi, mày biết đi. Chị hãy cứu người ta đi, người ta xỉu rồi. Mày lo người ta đi bệnh viện đi. Mày biết ổng lại không? Ổng là chồng sắp cưới của tao, thúc cơ mày phải lo. Em chỉ lo tới tính mạng của ổng thôi. Chị lo hả? Hay là mày thấy người sang bắt hoàng làm họ? Cái thứ hèn mọn như mày còn phải đặt đeo bông hả? Biến chứ cũng bắt đầu. Biến. Hay quá ha, còn đứng đó nhìn đó hả? Không được tới nó báo công an là chết cả lũ. Ê con kia, đứng lại, quay, đứng lại mày. Anh ơi, ráng lên nha, ráng lên. Út mày, chuyện gì vậy? Cứu em với. Có chuyện gì?
có người theo dõi em. Đâu? Có người theo dõi em. Cái người đó. Mà em ở đâu? Ba ba ra đây vậy? Em với anh hai em ở dưới quê lên trên này. Mà anh hai em đâu? Anh hai em, em bị lạc anh hai em rồi. Lạc ở đâu? Em không biết nữa. Thôi, lên xe đi. Lên xe chị chở đi kiếm. Dạ. Sao mà gì kỳ quá vậy ta? Em nhớ rõ ràng là chỗ này mà. Sao không thấy anh hai đâu hết vậy? Không lẽ anh đi mua đồ ăn tới giờ chưa quay lại? Anh hai! Anh hai ơi! Anh hai! Mà lúc nãy em đi lạc lâu chưa? Em không nhớ nữa. Nhưng mà cũng lâu rồi. Điều này chắc là anh bỏ đi tìm em rồi đó. Nếu vậy em phải làm sao bây giờ? Biết anh hai của em ở đâu mà đi tìm bây giờ? Anh đi lang thang như vậy, không biết có bị làm sao không nữa. Em cứ bình tĩnh đi. Anh của em là đàn ông con trai mà. Bây giờ em cứ ngồi đợi chút xíu coi sao. Chị ngồi đây nè, đợi chung với em nha. Vậy thì mất công chị lắm. Thôi chị về đi. Đâu có được. Chị mà về á thì chị không yên tâm đâu. Khu này á dân xì ke lưu manh nhiều dữ lắm. Dù gì có hai người vẫn hơn một người mà. Em cảm ơn chị. Chị tốt bụng quá. Có gì đâu. Má chị nói á, giúp người trong hoạn nạn còn hơn xây 10 kiển chùa nữa. Em cảm ơn chị. Mà nhà chị ở đâu? Có gần đây không? Cũng gần đây nè. Hay là vậy đi. Bây giờ á, chị chở em về phòng trọ của chị. Cho chắc ăn đi. Chứ bỏ em một mình cũng sợ lắm. Nhưng mà... Em nghĩ là chị lừa em hả? Không phải, không có. Em sợ anh hai em quay lại tìm em. Không gặp em ảnh lo lắm. Giờ cũng trễ rồi. Chắc anh hai em cũng tìm chỗ nghỉ rồi đó. Em cứ qua phòng trọ chị đi. Mai chị chở em vòng qua đây tiếp ha. Chị, mình đi về nhà đi chị. Đi em. Ly, cậu bị sao vậy? Không phải chuyện của má. Hỏi chi nhiều vậy?
thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Thiệt tình, cái tụi khốn nạn đó, sao lại ngang nhiên đánh người ta như vậy chứ? Ailey à, sao mặt mày bầm tím vậy con? Tôi đã nói là không sao hết, không phải chuyện của má sao má hỏi hoài vậy? Tôi má ra ngoài giùm tôi đi. À mà nè, tôi đã dặn má bao nhiêu lần rồi, trong cái nhà này không có sức dầu gió, cái mùi khó chịu muốn chết luôn à. Khoan đã, má xuống pha cho tôi ly nước cam đi. Mệt quá, ban đêm con uống nước cam khó ngủ lắm. Hay là để má pha cho con ly sữa nóng, con uống cho dễ ngủ nha. Tôi nói nước cam thì nước cam đi, má đừng nói tới nói lui ha. Bực mình à. Anh ơi, có điện thoại. Anh ơi. Cái con mẹ già này cứ gọi hoài à. Giữ chồng mà cứ như giữ con đứt vậy. Lần này nữa là ba lần rồi. Phải cho con mẹ biết mặt. Alo. Ông làm cái gì mà bận đến nỗi không chịu nghe máy của tôi? Ông đã hứa tranh thủ về sớm để chúc mừng sinh nhật của Thúy Hòa mà. Xin lỗi, tôi không phải là chồng của bà. Là cô hả? Sao cô lại nghe máy? Tại vì bây giờ chồng của bà đang nằm bên cạnh tôi. Đồ trơ trẽn. Cái thứ đã già mà còn ngu. Tôi cho bà lên tăng xong chết luôn. Quang Tuấn là của tôi. Ailey, nước cam nè. Má làm gì nhìn tôi trân trối vậy? Má có chuyện muốn nói với con. Có gì để mai nói. Bây giờ quy lơ quy lắc rồi tôi mệt lắm. Nè, ngày mai má không còn ở đây nữa đâu. Thôi được rồi, má muốn nói gì nói lẹ đi. Hồi nãy má đem nước lên cho con. Má nghe hết những gì con nói chuyện với vợ của người ta rồi. Má thấy kỳ cục quá. Tại sao con lại sống như vậy hả Ailey? Dù gì con cũng là một nghệ sĩ, là người của khán giả mà. Bà nhỏ tiếng xíu được không hả? Tôi biết thế nào bà cũng lè ngàn cái chuyện này mà. Má ơi là má, tôi lớn rồi, tôi biết là chuyện gì tôi nên làm và chuyện gì tôi không nên làm hả? Con nói là con biết những chuyện gì con nên làm sao? Vậy cái chuyện con giật chồng người ta là cái chuyện con nên làm đó hả? Con làm như vậy mà con không hề thấy ác sao? Con có biết nghĩ tới vợ con của người ta không? Má nói chuyện nghe mắc cười quá. Giật dọc gì ở đây? Cứ làm như ổng là cục đất không bằng à? Má nghĩ coi, ổng không mê tôi, tôi giật nổi không? Tôi giật nổi không? Hả? Má từng tuổi này rồi, lẽ ra má phải biết. Một thằng đàn ông khi mà đã có máu phản bội ở trong người thì không đi với con này cũng đi với con khác. Con còn biết nói ổng là loại người phản bội, vậy sao con còn đâm đầu vô ổng? Bởi vì ở bên cạnh ổng, tôi có được nhiều quyền lợi. Nè, đó, khắp cả nhà đó, bộ má không thấy hả? Và nếu tôi không có ổng, là sao tôi có được ngày hôm nay? Hả? Nhưng má không muốn con có cuộc sống tội lỗi như vậy. Con làm bậy thì quả báo nhãn tiền đó con à. Bộ con không biết sao? Tôi mệt má quá. Má đã im được chưa? Tôi làm, tôi chịu. Hả? Má không cần phải lên giọng đạo đức với tôi. Tao không nói chuyện với đứa bất hiếu như mày nữa. Sáng mai tao sẽ bắt xe về quê sớm. Tao không thể tiếp tục ở đây để nhìn thấy cuộc sống tội lỗi của mày.
Khoan đã, má muốn đi hay ở là quyền của má, chứ không phải là tại tôi đuổi má nha. Về dưới làm ơn đừng có bêu ríu tôi, mất công thiên hạ người ta nhìn vô người ta nói con ái ly này xua đuổi má nha. Đóng cái cửa giùm luôn. Thúy Hòa nè, hôm nay là sinh nhật của con, mà tối nay thì ba bận rồi, chỉ có hai mẹ con mình. Nhưng mà như vậy thì cũng đủ rồi con ha. Bây giờ á, mẹ sẽ tắt đèn rồi đốt nến cho con thổi ha. Đó, mẹ tắt đèn nha, rồi con thổi nến ha. Sợ, Thiên Hoàng sợ tối. Không sao, có mẹ đi mà. Mẹ chỉ tắt đèn một chút xíu không thôi. Thiên Hoàng sợ. Rồi rồi, được rồi, mẹ không tắt đèn nữa. Bây giờ ha, con thổi nến, rồi nhắm mắt lại, rồi xin ông trời một điều ước gì đi ha. Không, con sợ tối. Vậy thôi, mẹ ước thay cho Thí Hòa nha. Hôm nay là sinh nhật của Thúy Hòa, con cầu xin người hãy xót thương cho Thúy Hòa, giúp nó có được cuộc sống bình thường như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Nếu con gái con có thể được bình thường, con xin đánh đổi bằng cả mạng sống của mình cũng không hối hận. Rồi xong rồi, mẹ đã ước cho con rồi đó. Bây giờ con thổi nến nha. Nè, con thổi nến đi. Đừng cháy. Thổi đi con. Đừng có cháy. Không có cháy đâu, đây á chỉ là đèn cầy, còn thổi một cái là nó tắt liền à. Nhá, để con thổi đi. Đừng. Đừng. Thúy Hòa. Thúy Hòa. Cây nến thôi mà, con đừng sợ gì hết, có mẹ ở đây mà con. Thúy Hòa. Thúy Hòa không nghe. Thúy Hòa đáng chết. Thúy Hòa đáng chết mà. Thúy Hòa ơi, biết chừng nào mẹ mới được nhìn thấy con khỏe mạnh bình thường đây. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm, con biết không? Mọi tội lỗi là do mẹ hết. Thúy Hòa, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Không biết hôm nay có bị bắt cóc thiệt hay không nữa. Hay nói đi đâu lòng vòng kiếm mình thì sao ta. Mặc kệ, cứ vô trọng báo tin cái đã. Chuyện an nguy của mày vẫn là trên hết.
Anh dậy rồi hả? Đem pha sữa anh uống nha. Anh nè, anh đau lắm hả? Tối hôm qua bác sĩ nói dù bụng của anh bị tụ huyết, nên dặn em trong mấy ngày này chỉ được cho anh ăn đồ loãng thôi. Tôi biết rồi. À, tối hôm qua tôi thấy có một cô gái tới giúp tôi. Em biết cô gái đó là ai không? Anh hỏi ai? Thì cô gái đêm qua đã cứu tôi lúc tôi bị hành hung đó. Anh à, anh có tỉnh táo không vậy? Đêm qua chỉ có mình em cứu anh thôi, chứ có còn ai nữa đâu. Thôi được rồi, không có thì không có. Em ra ngoài đi, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Anh, nhưng mà anh phải ăn sáng rồi muốn nằm nghỉ thì nằm nghỉ chứ. Em đã có nấu cháo và pha sữa sẵn cho anh, để em xuống mang lên cho anh nha. À, khỏi cần, tôi đang mệt, tôi không muốn ăn. Khỏi cần phải mang lên. Thái độ của anh vậy là sao? Anh có biết là cả đêm hôm qua em vì anh mà mệt mỏi cỡ nào không? Hả? Mà bây giờ thức dậy một tiếng cảm ơn anh cũng không nói được với em nữa. Đã vậy anh còn xua đuổi em, làm như em là một đứa gây phiền phức cho anh không bằng. Anh có thấy làm vậy là bất công cho em quá không? Vậy bây giờ em nói đi, em muốn tôi phải làm sao? Em không muốn sao hết á, nhưng mà ít ra anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Anh có biết đêm qua em vì anh làm bao nhiêu là chuyện? Đã vậy còn bây giờ anh gọi điện tới chì chiết này nọ nữa. Sáng nay em còn cố gắng dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh, em nấu cháo cho anh rồi pha sữa cho anh nữa. Vậy mà bây giờ anh cứ làm như là em gây phiền phức cho anh không bằng. Vậy hả? Cô vì tôi tới mức như vậy sao? Vậy còn cuộc gọi tối hôm qua thì sao? Lúc đó không phải là cô đang ở cạnh thằng đó sao? Thì người đó chỉ là fan hâm mộ của em thôi. Fan cuồng đó, nó cứ làm phiền em hoài à, còn hăm dọa em đủ điều. Nó nói là nếu mà em không chịu đáp lại tình cảm của nó thì nó sẽ làm những điều mà bất lợi cho em. Tối hôm qua nó dụ em lên xe, rồi nó lấy điện thoại gọi cho anh để nó uy hiếp anh đó. Đúng là fan cuồng bệnh hoạn mà. Fan cuồng. Phải rồi, lúc đó cô bận rộn tiếp đón fan cuồng của mình thì hơi sức đâu mà cứu tôi. Anh nói gì vậy? Là em cứu anh thiệt mà. Nếu không á hả, anh bị đánh chết rồi, không còn ngồi đây để mà nghi ngờ và trách móc em như vậy đâu. Anh thiệt là quá đáng mà. Chuyện rành rành như vậy mà cô còn lấp liếm được sao? Cô đừng tưởng tôi không biết gì. Lúc đó tôi vẫn còn đủ ý thức để nhận ra mọi chuyện xung quanh. Nếu như mà không có cô gái đó xuất hiện kịp thời thì bây giờ có thể tôi đã chết chắc rồi. Cô cũng không còn cơ hội để đưa tôi về nhà, chăm sóc cho tôi, rồi tha hồ mà kể lể nữa. Ừ, thì đúng là con nhỏ nó cứu anh đó. Vậy thì sao? Con nhỏ nó giúp anh chẳng qua là chỉ muốn được anh trả ơn thôi, nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Còn tôi đã hết lòng vì anh, vậy mà cuối cùng tôi nhận được cái gì chứ? Tôi thừa biết cô cũng không thật lòng với tôi, nhưng một khi cô đã manh nha bắt cá nhiều tạch, tức là cô đang xúc phạm tự ái của thằng Quang Tuấn này. Chỉ có tôi mới được quyền bỏ cô thôi. Ái Ly, chống mắt lên coi, cái giá mà cô phải trả sẽ đắt lắm đó. Cây kẹp này chắc chắn là của cô gái đó làm rớt lúc đỡ mình đây mà. Ông gì con nhỏ nhà quê đó mà hằng học với tôi. Biết vậy, đêm qua tôi để mặc cho ông chết bờ chết bụi. Có khi nào ông sẽ tìm nó để cảm ơn không ta?
Không được, lúc này mình không được để cho ông phật ý. Anh, anh định đi đâu vậy? Hả? Anh định đi đâu vậy? Anh còn đau lắm mà. Thôi mà, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên gây áp lực cho anh khi anh vừa mới thức dậy. Cô không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên với cách ứng xử của cô. Nhưng mà giờ anh định đi đâu đó? Về. Thôi, Quang hẳn về ở đây với em chút đi. Anh mà về, thế nào bà vợ của anh cũng kiếm chuyện với anh, khiến anh mệt mỏi thôi à. Nè, em pha sữa cho anh rồi nè. Đau. Em xin lỗi. Anh giận em hả? Anh giận em vì em đã kể công hả? Hay là anh giận em chuyện gì khác nữa? Anh Tuấn, cô có biết là cô đang mắc phải một sai lầm rất là nghiêm trọng. Đó là cô luôn nghĩ mình đủ thông minh. Không lẽ ông đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi sao? Không phải mà. Hoàng Tuấn, cho dù ông đã phát hiện ra chuyện gì để chăng nữa, thì tôi cũng nhất định không để vụt mất ông đâu.